Hello, xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Hôm nay mình đi thăm Bảy Chồn các bạn ơi, mình đi đến cái địa điểm mình đặt bẫy rồi. Đầu video cũng cho Thanh Võ Bay Lòng ngang gửi lời kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành. Xem video mình giải trí cho vui ha. Mình xin mời các bạn. Rồi, cũng như thường khi các bạn ơi, trước giờ mình thăm cái bẫy đầu tiên mình quay đồ nghề cho các bạn xem trước ha. Người ở gần đây người ta cũng mở nhạc đó các bạn, đi mình đặt gần nhà người ta nha. Cái này cái gọng để mình đựng chuột đó các bạn. Thì bên đây là mồi là chuối nha các bạn, mình đem theo mồi mình đặt là tượng là chuối. Còn bên cái giỏ bên đây á là cũng như thường khi nha các bạn, mình đem theo là nay là 6 cái túi lưới các bạn. Thường thường mình đem theo có 4 cái túi lưới thôi, nhưng mà cái luồng bẫy này hôm rồi nó trúng, đợt trước nó trúng quá, nó không có túi lưới đựng, mình phải tăng cường thêm hai cái nữa là thành 6 cái túi lưới với hai cái bao, mình có di dời bẫy đi nơi khác mình đặt cho người ta đừng có để ý các bạn. Thì cái luồng bẫy này hôm nay mình sẽ rút đi một số để lợi địa điểm mới các bạn. Và bây giờ mình vô mình thăm cái bẫy đầu tiên, cái mình quay tiếp nha các bạn, gần gần đến cái bẫy đầu tiên đó các bạn. Rồi, cái bẫy đầu tiên ở trong đây nè các bạn, mình lại tới mình quay luôn cho nó đỡ mất thời gian các bạn xem nha. Rồi, sập ơi, sập ơi, sập ơi. Ủa sao kỳ vậy trời, sao mà không thấy con gì trên các bạn ơi. Ơi con chuột cọp nhỏ hẹn đi, mình nó sạch rồi sao không thấy con gì hết. Cái bẫy này hôm nay mình rút đi luôn các bạn ơi, em chuột nhỏ xíu à. Rồi mở hàng rồi, em đầu tiên là chuột. Có là được rồi, mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Thì hồi nãy mình cũng quên nói với các bạn biết là bữa nay mình thăm tổng cộng là 23 cái nha các bạn, 20 cái bẫy nhỏ và 3 cái lồng lớn nha các bạn. Rồi cái này sập nữa nè các bạn, trời ơi con chuột cống nữa các bạn ơi, ngay đây 23 lần 3 con chuột cống. Đây một em nữa nè, chết rồi hay gì á, trời ơi hình như chết rồi các bạn ơi, chết không? Không chết, chưa chết, nó già quá nó không thấy đường. Ôi nghe đây, 3 lần 23 con chuột các bạn, khủng khiếp thiệt. Con mắt nó hí luôn rồi các bạn. Ôi con này ốm yếu quá các bạn ơi, 3 đêm rồi, ôi 2 đêm rồi nó gần chết luôn rồi, yếu quá rồi nè. Ôi rồi là không nổi luôn. Ôi kiến cắn nữa các bạn, kiến cắn quá trời, kiến cắn nữa nữa, cái chuyện gì là không nổi. Con này nghe xấu xí quá các bạn ơi, thôi con này mình thả nó nha các bạn, không bắt đâu, thả rồi rút cái bẫy đi luôn chứ thả ra. Trời ơi nó cắn mẹ chăng cái lò xo mình luôn ra ngoài luôn các bạn, ghê thiệt, khóa ghê thiệt. Thôi con này xấu xí quá mình thả nó các bạn ơi, không bắt nó đâu. Nghe yếu quá anh bắt hồi đi được chết ra, không biết đường ra luôn nữa các bạn, ra chạy nổi luôn các bạn đó nè, quá yếu. Rồi đi đi nha mày, rồi mình đi thăm cái khác các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Ngay đây mình bắt hai con chồn bắt má đây rồi các bạn, đầu bằng kia có người nha. Mình đi vòng lại đầu này, mình đi từ trong đám cỏ ra các bạn, để coi hôm nay có đâu không nha các bạn. Thăm hai kỳ là dính hai con chuồn rồi các bạn. Rồi sập luôn rồi các bạn. Rồi sập rồi trống lỏng mà trời, rồi con chuột các bạn ơi. Thấy sập mình muốn chết luôn. Nó ngay chỗ cái kẹt cây này là mình bắt hai con rồi ha. Hôm nay dính con chuột các bạn. Rồi để mình bắt em nó ra rồi mình đặt cái bẫy một kỳ nữa rồi thử coi nó làm sao nha các bạn. Mình đi thăm tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Cái này mình đặt ở trong cái bụi này hôm rồi, hai lần dính hai con chuột rồi nè các bạn. Hôm nay coi nó có không nha các bạn. Mới dở cái này ra bị nó gặm rồi các bạn. Rồi sắp rồi. Rồi vô các bạn ơi. Dính này. Bắt cái bẫy chút xíu nữa nó ra rồi các bạn. Trời ơi hên. Cái bẫy lật vậy nè mà nó không ra.
Lò xo nó chưa cắn được các bạn nè, thấy không nè, hửi hơi nè. Con này nhỏ các bạn ơi, gọi nó làm sức các bạn đạp mình luôn. Ôi hên, bị ngay đây mình không đặt không có cái điểm tựa các bạn. Cái nó hò tay ra là nó móc được nha. Con này nhỏ các bạn ơi. Cây phá chạy lên vậy luôn mà nó không ra được, không ra các bạn. Quá hên. Chẳng qua là may mắn thôi. Thôi con này nhỏ các bạn ơi. Con này chừng tầm khoảng 7 lạng nè. 7-8 lạng gì thôi à. Mình đặt cái chỗ này không có cái điểm tựa các bạn. Quá hên. Coi nó rung nó sợ mình kìa các bạn. Rồi, em đầu tiên của ngày hôm nay. Mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn. Nó quất cái bàn đạp mình văng lên nè ha. Sức ra luôn ha. Mà hên, cái bẫy lật ngang mà nó chưa kịp ra. Con này nhỏ nghe chứ con này bự là lật bẫy kêu đó là nó ra mất rồi nghe các bạn. Rồi mình bắt nó ra cái mình đi tiếp các bạn ơi. Con này không giữ. Mình đụng người này nó cũng không giống người mình. Tại trong đây gặm nè. Cho nên mình cũng không biết được. Mình đem ra sáng mình bắt thì mới biết nó giữ là hiền nha các bạn. Rồi cả nhà và các bạn ơi. Mình đem nó ra trống mình bắt cho các bạn xem cái mình đi thăm tiếp nha. Em này em đầu tiên của ngày hôm nay nha các bạn. Thì cái luồng bẫy này từ bữa giờ mình đặt không có chuồng lớn các bạn. Nó nhỏ vậy không à. Chuồng lớn sao chưa thấy dính. Con này không giữ nha các bạn. Nó lập cái bẫy mà mình nó không ra được các bạn. Lập cái bẫy mình chung mà không có ra được là vì do em nó nhỏ nha các bạn. Con này khoảng 7 lạng này các bạn ơi. Nó ủi cái mỏ mình ủi cái mỏ chày ha, mà đỏ tươi rồi đó ha. Nó cắn cái bàn đạp văng lên luôn. không giữ. Đứng lên thôi, đứng lên. Xè cái đuôi ngay cho đẹp cái này. Lấy tấm hình nha. Mình bắt nó ra luôn các bạn ơi. Ở đây gần lộ nha các bạn. Lộ xe chạy gầm gỗ các bạn không cảm nha. Sao luôn này con trùng nhỏ kỳ vậy ta. Này già hết rồi chứ sao đây trùng con kỳ vậy. Trùng bự đâu không thấy, trùng mẹ đâu không thấy. Em này không la luôn. Quá hên. Rồi xong. Xong rồi các bạn. Mình đi hâm tiếp các bạn ơi. Mình sửa cái bẫy đó rồi mình đặt lại. Mình đi tiếp. Rồi tiếp tục. Ở đây mình có mua 3 cái 4 cái luôn các bạn ơi. 4 cái liên tiếp. Ở quanh cái khu đồng cỏ này nè. Mình đặt 4 cái. Thì ở đây gần nhà người ta. Bên kia người ta đang xây dựng đó các bạn. Người ta gõ đùng đùng đó. Rồi sập rồi các bạn. Con gì đây? Con gì đen thui vậy? Trời ơi con chuột. Trời ơi bích lòng luôn các bạn ơi. Hết biết con chuột luôn rồi. Hết biết luôn. Cái khu này mình đặt 4 cái nha các bạn. Bữa mình thấy nó cắn cỏ nó xả nè các bạn ha. Mình đem cái bẫy mình để vô. Quá trời con chuột luôn rồi các bạn ơi. Sách nặng luôn. Con chuột cũng nặng hơn chồn này nữa. Gơi thì cứ con chuột rồi. Đứng cao bằng cái lòng mình luôn các bạn. Gần bằng cái lòng luôn. Cao. Thấy nó cũng lạnh luôn. Rồi, mình qua hâm tiếp ba cái kia coi nó có không nha các bạn. Rồi mình đến cái bẫy thứ hai các bạn. Bên kia đường là nhà người ta. Người ta đang khoan tường đó các bạn. Bên kia đường là nhà người ta nha. Rồi cái này sập luôn nè các bạn. Trời ơi làm con chuột nữa rồi các bạn. Rồi mình bắt nó ra rồi qua hâm hai cái bên kia luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục đến cái thứ ba luôn các bạn ơi. Bên kia người ta khoan tường đó các bạn.
Rồi, trời ơi, sập luôn rồi hay gì nè. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, đen thui luôn các bạn ơi. Khủng, khủng luôn rồi. Đây, em ở đây. Ở trong đây cỏ gặm quá, có đụng lắc kìa các bạn. Thông cảm nè. Thấy đen thui rồi. Đó. Cái bẫy này, cái bẫy đầu tiên của mình làm đó các bạn. À, đợt đầu tiên mình bằng là cái kiểu vậy nha. Hai cái phen rớt hai bên đó các bạn. Sau này mình bằng kiểu kia. Cái này có mấy cái à. Mình làm có ít rồi mình đặt rồi cái nó mất hết rồi các bạn ơi. Còn có mấy cái à. Đây. Wow. Rồi, mình bắt nó ra cái mình qua hâm cái cuối cùng coi nó có không nghe các bạn. Làm chắc làm em chuột nữa rồi quá. Đầu tiên cái chỗ này địa điểm mới mình phải dọn chuột trước các bạn ơi. Rồi, mình đến với cái bẫy thứ tư của cái luồng này các bạn. Rồi, sập luôn. Trời ơi, cái này một con chuột các bạn ơi. Đây, em ở đây. Tiếp tục một con chuột nữa. Bốn cái bốn con chuột luôn. Luồng này luồng mới, chuột nó khóa quá các bạn ơi. Rồi, mình bắt nó ra rồi mình đặt lại đi tiếp các bạn ơi. Rồi, mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái này hồi kỳ mình thăm cái cử trước đó là thăm nó sau cùng dính một con trồn bạc má ở đây các bạn. Này còn có nó không nghe các bạn. Rồi, vô nữa các bạn ơi. Đây nè, đây. Tiếp tục. Ôi. Ngay đây là một con nữa nè các bạn. Nè ơi, một bầy nữa rồi. Đợt rồi mình dính một con ha. Ngay đây ha các bạn nhớ ha. Một con hiền ha. Nãy dính một con nữa nè. Không biết nay giữ là hiền nha. Này các bạn. Con này được không? Ôi, nó cắn cái bẫy mình. Đào lỗ nè các bạn. Xung quanh ha. À, dẫn mình vẫn đặt ngay chỗ này nha các bạn. Ôi, con này hiền nữa các bạn ơi. Ôi, con này bự không? Bự. Trời ơi, con này khủng các bạn ơi. Đúng rồi, con này lớn rồi. Con này lớn nha các bạn. Bự lắm. Và con này cũng hiền luôn. Ôi. Không hiền. Tại nãy giờ mình nó chưa thấy cái máy mình. Con này bự nha các bạn. Con này cầm tầm 1,2 kg trở lên các bạn ơi. Đúng rồi. Con này là mình đoán không lầm là nó phải từ 1,2-1,3 kg. Để em đuổi lên trước. Đó. Trời ơi, con này lớn chứ không ký 2,3 kg đâu. Con này khoảng 1,4 kg. Cắn rụng bằng đạp mình rồi nè các bạn. À, cái bằng đạp của cái bẫy mình nó cắn rụng rồi nè. Nó nhai nát nhiều dư tương rồi ha. Quá đã. Rồi. Tuyệt vời. Con nó sợ kìa các bạn. Nó sợ mình nè. Rồi. Mình sẽ đặt tiếp tục một lần nữa nha các bạn. Con dính con này khủng hơn con được trước các bạn. Nặng lắm. Vô rồi. Ôi, coi nó ngồi bích cái bẫy mình luôn các bạn. Ha. Đó, bên đây nó cũng cắn rụng rồi ha. Rồi mình đem nó ra chỗ trống mình bắt các bạn ơi. Con được chưa có 9 lạng nè các bạn ơi. Con này khoảng 1,2-1,3 kg các bạn ơi. Đó, mập lắm. Quá đẹp. Rồi, vậy là ngày đây còn nữa nha các bạn. Sẽ còn nữa nha. Rồi mình đặt lại mình đi tiếp. Mình bắt nó ra. Mình đặt cái bẫy khác thế vô nha. Mình ra mình lụm cái bẫy mình thế vô. Xong rồi mình ra chỗ trống mình bắt nó đem đi chỗ khác mình bắt nó các bạn ơi. Rồi các bạn và cả nhà mình đem lại đây trống. Mình bắt nó ra. Đánh thủ mình bắt nó ra. Cái mình đi thăm tiếp nha. Thì bữa giờ cái luồng này là mình đánh con này là lớn nhất. Con này là to nhất. Mày mình cũng dữ. Để tâm hình để mình đi thăm tiếp các bạn ơi. Con này không dữ các bạn. Đó, để mình ghẹo nó nhìn qua đây mình lấy tấm hình cái nha các bạn. Con này khoảng 1,3 kg nghe các bạn. Mình đoán không lầm đâu thì phải tới cỡ 1,3 kg đó. Nếu mà không mấy thì nó cũng khoảng 1,2 kg các bạn. Nó bự hơn mấy con hổm gà. Mình bắt nó ra nha các bạn. Ở đây gần đường đi người ta chạy ra chạy vô mình sợ người ta phát hiện cái mất cái chỗ đặt đó các bạn. Nó mất cái chỗ đặt cái ủ nha.
Ở ngoài kia là đường đi các bạn, chạy phút cái lùm này thằng này. Cái gì đây mày? Dạ con quay phim đó bà hai. Cái đám ma đó ở đâu đem gì cho mày biết không ạ? Dạ con không biết nữa. Ủa chứ đâu mà đem gì nó cho mày? Dạ con cũng không gành nữa. Bà lại bà hỏi cái thằng tài, hỏi tài xế á. Ừ. Dạ. Không nghe đám ma đâu mà đâu mà đem gì cho con ngủ. Có bà cô lại nó hỏi mình mà bà không thấy, tại mình đi dưới cái vỏ bà không thấy mình chồng mình nha các bạn. Thôi mình đi không tiếc các bạn thấy mình thôi, nó sức nó mới vừa ghé lên cái mình để xuống đất cái nào uống kiểu rồi mình đi tiếp các bạn ơi. Rồi ở đây mình có con cái nữa các bạn ơi, ở đằng sau của cái nhà nuôi yến đó các bạn, cặp cái hàng rào của nhà nuôi yến mình có con cái nữa nè, nó hơi khó đi các bạn, nó hơi gặm. Rồi sập rồi, phải không? Đúng rồi, sập rồi, sập rồi. Sập rồi, sập rồi, con gì đây? Trời ơi, con gì sao? Kỳ ta. Ôi, ta ta. Trời ơi, con chim các bạn. Con này con gì vậy trời? Con chim gì ta? Trời ơi, lần đầu tiên. Ôi, cái con này con mắt cao quá vậy các bạn ơi. Lần đầu tiên mình đánh được con này nè các bạn. Sao mà đi vô đây? Trời ơi, chú lớn còn nguyên luôn. Rồi mình đem em nó ra rồi bắt đầu mình bắt nó ra, bắt đầu mình đem cái bẫy này đi luôn các bạn ơi, đem đi chỗ khác đặt, kỳ quá vậy. Rồi ở trong cái bụi tre này, bụi tre gai này mình có một cái nữa là cái bẫy sau cùng luôn á các bạn. Thì những cái nào mà nó có người với mà nó bị hụt này kia rồi mình cũng bỏ bớt luôn các bạn, để video mình nó dài quá coi nó ướng nha. Ôi, hình như là mình thấy nó sập rồi các bạn. Sập rồi mà con gì đây? Ở đen thui rồi các bạn ơi. Rồi con chuột rồi các bạn ơi. Đây, một con chuột cống các bạn ơi. Quá gặm ở đây, gặm dữ lắm dằn đây các bạn. Này, em ở đen thui ha. Ghê không? Các bạn. Này, em này vô lâu rồi chắc đừ rồi, nó không có la nè các bạn. Thì ghê không? Ủa. Rồi mình bắt nó ra cái rồi mình đi kiếm chỗ mình kết thúc video ngày hôm nay cho các bạn xem cái này. Mình đặt lại một số bẫy, mình có dời một số bẫy đi các bạn. Rồi mình về các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, không phải mình nói nhầm nha. Mình còn ba cái bẫy đánh trồng hương bự khổng lồ nữa các bạn, mình quên. Rồi mình xin lỗi các bạn nha. Cái bẫy hồi nãy mình mới giờ hâm con chuột đó là cái bẫy nhỏ sau cùng. Rồi em nó mình ra đây mình cho nó uống nước rồi các bạn, nó tỉnh rồi nè. Với cho trồn nó uống nước á. Mình thả nó nghe các bạn. Vì cái loại này mình không có ăn thôi, mình cũng không giết hại làm gì nghe các bạn, nó mệt rồi. Thả cho đi đi. Đó. Ở đây là nó sống được á nghe các bạn. Ở đây có nước có đồ ăn đó. Bye bye. Rồi. Để cho em mới đi rồi mình đi ra mình đặt mấy cái bẫy nhỏ của mình xong cái mình về mình đặt mấy cái bẫy lớn, mình thăm ba cái bẫy lớn nữa cái hết các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình đến với cái bẫy lớn sau cùng. Hồi nãy mình thăm hai cái đằng kia nó cũng không có sập gì trơn các bạn ơi. Mình bỏ bớt cho video ngắn lại các bạn. Cái này cái cuối cùng. Xong rồi cái mình ra mình tổng kết cho các bạn xem cái thành quả đó mình về ha. Rồi chớp luôn rồi các bạn ơi. Rồi cái này chớp quốc rồi các bạn ơi. Còn nguyên luôn.
chuỗi lớn rồi còn nguyên. Rồi, mình ra mình tổng kết thành quả chuyến thăm 7 ngày hôm nay cái mình về các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết 7 rồi, mình lại chỗ này mình tổng kết cho các bạn xem cái thành quả cái mình về ha. Thì hôm nay mình được là 5 con chuột vàng các bạn ơi, với 3 con chuột cống. Chuột cống khổng lồ không mấy các bạn. Dữ dằn nè. Hôm nay mình mới rút lá cây ra các bạn. Hôm nay mới nóng bạnh luôn, với 3 con chuột vàng với được 2 con chuột các bạn ơi. Mình mới lấy lá cây đồ ra với mình mở sẵn ra. Mình mở sẵn ra hết cái mình căng cho các bạn xem cái mình về. Hai con này nay nó hiền các bạn, nó được không giữ bằng mấy con đợt trước. Mình căng cái con đầu tiên này trước đi các bạn ơi. Mình dính đầu tiên mình căng nó trước luôn. Không không hết các bạn. Xuống xuống không. Con này nhẹ các bạn ơi. Có con kia là nặng á. Trời ơi, 1 kg luôn các bạn. Mình tưởng đâu nhẹ chứ. Mình thôi vậy mình đón viết rồi mình đón xa. Đón không đúng luôn rồi các bạn nè. Ôi trừ cái bị ra còn đúng 1 kg luôn. 10, 90 các bạn. Là trừ ra 90 gram là cái túi này nó có 50 gram thôi nha các bạn. Không tới 1 lạng nha. Là còn 1 kg luôn nè. Ha. Ôi quá đã. Ôi vậy nè, ngon rồi các bạn ơi. Vô rồi. Đây. Em này là cái bầy này ngủ hả? Ơi, tưởng đâu chết chứ. Ngủ, em nó ngủ. Ngủ nghe các bạn chứ không phải chết nè. Em này ngủ. Nó hiền. À cái con này là hồi bữa giờ là mình bắt cái bầy này là con này là lớn nhất đó các bạn. 4 con số 0 nè các bạn. Con này nãy mình đón 1 ký 3 hoặc ký 2 nè các bạn. Để mình cân thử bao nhiêu. Mình cầm nghe nó nặng lắm các bạn ơi. Nó nặng hơn con nãy nhiều. Rồi 14-20. 14-20 nè các bạn. 14-20 là con này còn được 1 ký 3 50 nha các bạn. Quá hay. Mình cầm nghe nặng nè ha. Cho các bạn xem lại ha. 14-20 là con này là còn đúng còn được 1 ký 3 50 với con kia 1 ký. Con kia 1 ký là mình được 2 ký 3 50 tròn quá các bạn. Rồi thôi video mình đến đây nó dài quá rồi. Cả nhà và các bạn cho mình kết thúc tại đây ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn đều mạnh khỏe, vui vẻ, an lành ha. Xem video mình thấy vui cho mình xin 1 like ha và 1 cái đăng ký kênh giúp cho kênh mình nó mau phát triển ha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã đồng hành cùng với kênh. Mình xin chào. Hẹn tất cả các bạn video sau.